Xin kính chào quý khán giả đang xem chương trình Nhìn ra thế giới. Thưa quý vị và các bạn, Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky hôm 12 tháng 9 cho biết, lực lượng nước này đã giải phóng khoảng 2.000 km2 lãnh thổ trong 10 ngày qua. Tuyên bố được đưa ra sau khi Ukraine thông báo giành lại quyền kiểm soát một số thành phố nhỏ nhưng có tính chất quan trọng ở khu vực Kharkov, gồm Balakia, Kupiansk và Izium. Izium nằm gần ranh giới Kharkov và Donetsk, là cửa ngõ vào vùng Donbass. Thành phố này do Nga kiểm soát 5 tháng qua và cùng với Kupiansk là trung tâm hậu cần quan trọng của Nga. Việc Ukraine giành lại hai thành phố trên có thể khiến hàng nghìn binh sĩ Nga ở tuyến đầu gặp khó khăn về tiếp vận. Tuy nhiên, những nhà phân tích cho rằng những tuyên bố thắng lợi và hình ảnh cầm cờ mà binh lính Ukraine lan truyền trên mạng xã hội lại là khởi đầu của một giai đoạn mới đầy kịch tính trong cuộc xung đột, mà chưa hẳn Ukraine là bên có thể vui mừng. Suốt nhiều tháng, các nhà lãnh đạo Ukraine thường tuyên bố về ý định phản công ở phía nam, xung quanh thành phố cảng Kherson. Kiev cũng tiếp tục tấn công các tuyến tiếp vận, kho đạn và trung tâm chỉ huy của Nga bằng pháo phản lực cơ động cao do Mỹ viện trợ, đồng thời tập trung quân và tổ chức các cuộc tấn công bí mật vào các căn cứ quân sự và lực lượng thân Nga ở phía sau chiến tuyến của đối phương. Nhưng Kiev hầu như không nói gì về phía đông bắc cho đến tuần này. Những bước tiến của Ukraine ở phía Đông Bắc đã gây bất ngờ, không chỉ với Nga mà cả với giới phân tích quân sự. Vẫn còn rất nhiều điều mà chúng tôi chưa biết về cuộc tấn công, nhưng rõ ràng là việc này đã được các lực lượng Ukraine lên kế hoạch. Đây dường như là một chiến dịch kết hợp rất hiệu quả giữa xe tăng, bộ binh cơ giới, lực lượng tác chiến đặc biệt, hệ thống phòng không, pháo kích và các hệ thống khác. Từ sự phân tích của phương Tây, với việc một số thành phố ở vùng Đông Bắc, trong đó có Izium nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine, cục diện và những vấn đề liên quan ở miền Đông được cho là sẽ được định hình lại. Chiến thắng ở Izium đã giúp các lực lượng của Ukraine có thêm không gian để có thể tiến hành các cuộc tấn công sâu hơn vào phòng tuyến của Nga, đồng thời giảm bớt áp lực lên các thành phố đang phải liên tục hứng chịu pháo kích Nga. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gọi việc Nga rút khỏi thành phố Izium ở tỉnh Kharkov là bước đột phá trong 6 tháng xung đột, khẳng định rằng Ukraine có thể giành thêm nhiều chiến thắng nếu được nhận thêm các nguồn viện trợ. Tôi tin rằng mùa đông này sẽ là bước ngoặt. Nếu chúng tôi mạnh hơn chút nữa bằng vũ khí, chúng tôi có thể giải phóng nhanh hơn. Tuy nhiên, trong lúc thông tin về thắng lợi của Ukraine ở Kharkov được truyền thông rộng rãi, đặc biệt là trên mạng xã hội và những phương tiện truyền thông do Mỹ và đồng minh kiểm soát, thì phía Nga cũng có những tuyên bố và động thái riêng. Vài giờ sau khi Izium bị quân đội Ukraine giành lại, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov xác định quân đội nước này đang rút khỏi Balakia và Izium, nhưng khẳng định là nhằm tái tổ chức lực lượng tại tỉnh Donetsk cho mục tiêu giải phóng vùng Donbass. Một cuộc hành quân kéo dài 3 ngày đã được thực hiện nhằm chuyển quân từ Izium, Balakia tới lãnh thổ của Cộng hòa Nhân dân Donetsk. Trong quá trình rút quân, một số chiến thuật đánh lạc hướng, nghi binh đã được thực hiện. Cũng theo ông Konashenkov, nhằm giảm áp lực của quân đội Ukraine và tránh thiệt hại cho các binh sĩ Nga, quân đội đã tấn công dữ dội các đơn vị Ukraine bằng pháo, tên lửa và máy bay. Nga khẳng định, chiến dịch đã khiến phía Ukraine thiệt hại nhiều thiết bị và hơn 2.000 binh sĩ thiệt mạng chỉ trong 3 ngày qua. Ukraine chưa bình luận về thông tin này. Hiện tại, phần lớn thông tin về cuộc tấn công của Ukraine ở khu vực Kharkov, nơi bao gồm Izium, không được xác nhận chính thức, mà chỉ có thể được biết đến thông qua các tuyên bố trên mạng xã hội và truyền thông của các quốc gia phương Tây. Trong khi các nhà phân tích quân sự cảnh báo rằng xung đột tại khu vực diễn biến nhanh, có thể thay đổi theo giờ. Chỉ trong vài ngày, các chiến tuyến giữa hai bên đã liên tục thay đổi. Tuy nhiên, các quan chức Ukraine và phương Tây cũng thận trọng rằng chiến dịch phản công đang ở những ngày đầu, tình hình đang diễn ra phức tạp, và Kiev chưa thể đảm bảo được bất kỳ lợi ích nào đạt được. Một số nhà phân tích quân sự cảnh báo, việc Ukraine tiến nhanh có thể khiến bị mỏng lực lượng và dễ bị phản công. Bằng chứng là một ngày sau khi Kiev tuyên bố buộc quân đội Nga phải rút lui, các hạ tầng cơ bản ở khu vực miền đông Ukraine đã bị tấn công dồn dập và dẫn đến mất điện hoàn toàn. Theo trang Al Jazeera, khu vực phía đông của Ukraine đã bị mất điện hoàn toàn do hệ thống truyền tải điện bị tấn công bằng tên lửa hành trình của Nga phóng từ Biển Đen. Các khu vực mất điện hoàn toàn là Kharkov và Donetsk. Các khu vực mất điện một phần là Sumy, Dnipropetrovsk, Polvanta, Zaporizhia và Odessa.
Một tên lửa đã tấn công cơ sở hạ tầng, máy biến áp phục vụ thành phố Kharkov đã bị hư hỏng. Sự cố mất điện ảnh hưởng đến hoạt động của các tuyến đường sắt Ukraine vốn đã chậm trễ trên khắp đất nước. Sự cố cũng khiến hệ thống tàu điện ngầm ở phía đông thành phố Kharkov phải dừng hoạt động. Trước diễn biến này, một số nhà quan sát nhận định rằng việc duy trì quyền kiểm soát các thị trấn và thành phố là rất khó khăn đối với cả hai phía trong suốt cuộc xung đột. Nhiều ý kiến đặt câu hỏi nghi ngại rằng quyền kiểm soát của Ukraine đối với khu vực Kharkov sẽ an toàn đến mức nào. Trong khi Ukraine càng phản công, thì Nga càng tìm cách đáp trả. Thậm chí, các nhà quân sự cho rằng khi quân đội Nga bắt đầu tiến công cơ sở hạ tầng Ukraine, thì đây mới là thời điểm cuộc chiến mới có dấu hiệu thực sự bắt đầu. Chúng tôi đã rút khỏi các thành phố ở khu vực Kharkov. Chúng tôi buộc phải làm điều đó vì chiến lược quân sự để tránh thương vong vô nghĩa. Tôi, Ramzan Kadyrov, chính thức tuyên bố rằng tất cả các thành phố này rồi sẽ được trả lại cho Nga kiểm soát. Ngoài cuộc phản công ở khu vực Kharkov phía đông bắc, Ukraine còn đẩy mạnh phản công ở phía nam với mục tiêu giành lại quyền kiểm soát ở khu vực Kherson, vốn tập trung nhiều trung tâm công nghiệp và cảng biển quan trọng của đất nước. Tuy nhiên, chiến dịch phản công ở khu vực miền nam được cho là sẽ vô cùng khó khăn khi theo ước tính của phương Tây, Nga có khoảng 20.000 quân ở trong và xung quanh Kherson, trong đó có nhiều lực lượng tinh nhuệ. Chưa kể đến hàng nghìn binh sĩ khác đang được điều chuyển từ Kharkov đến đây. Quân đội Ukraine cho biết họ đã tiến hành các cuộc tấn công mới vào các cây cầu phao của Nga được sử dụng để đưa nguồn cung cấp qua sông Dnieper tới Kherson, một trong những thành phố lớn nhất do Nga kiểm soát và khu vực lân cận. Bộ Chỉ huy miền Nam của quân đội Ukraine cho biết các cuộc tấn công bằng pháo và tên lửa đã khiến tất cả các cây cầu thông thường bắc qua sông không thể sử dụng được. Theo giới phân tích, việc tiến quân của Ukraine tại mặt trận phía Nam đang chậm chạp vì những rào cản tự nhiên, đó là các con sông. Do trước đó, để phòng thủ, Ukraine từng sử dụng hệ thống pháo phản lực động cơ cao HIMARS do Mỹ cung cấp, phá sập 4 cây cầu lớn bắc qua sông Dnieper, nhằm chia cắt hàng chục ngàn quân Nga đang ở bờ Tây sông Dnieper với các tuyến tiếp tế tại Kherson. Giờ đây, khi Ukraine tấn công, họ phải đối mặt với những gì người Nga đã trải qua trước đó. Làm thế nào để vượt sông khi các cây cầu đã bị chính họ vô hiệu hóa và đảm bảo tiếp tế cho các lực lượng tiến sâu vào khu vực mà đối phương đã kiểm soát, bày binh bố trận sẵn? Ukraine không có nhiều thời gian, tối đa là 90 ngày cho chiến dịch vừa phản công vừa phòng thủ, như chính Tổng thống Ukraine thừa nhận, bởi vì sau 90 ngày đó, khó có thể đoán trước được mức độ ủng hộ mà phương Tây dành cho Ukraine sẽ vơi bao nhiêu trong một mùa đông cần nhiều khí đốt từ Nga. Mùa đông này sẽ quyết định tương lai của chúng ta và rủi ro mà nó sẽ liên quan. Báo cáo tình báo của Bộ Quốc phòng Anh nhận định rằng việc Ukraine đẩy mạnh các cuộc phản công ở khắp các mặt trận đặt ra tình thế khó xử cho các chỉ huy của Nga. Tuy nhiên, có một thực tế là tình hình tại tiền tuyến dù căng thẳng nhưng vẫn trong khả năng kiểm soát của phía Nga. Xét trên tổng thể, Moscow vẫn đang giữ lợi thế về mặt quân sự và thời gian. Ông Chris Mailer, chuyên gia nghiên cứu về chính sách đối ngoại, chính trị và kinh tế của Nga tại Viện Doanh nghiệp Mỹ nhận định, các cuộc phản công của Ukraine diễn trên nhiều mặt trận vì họ muốn đảm bảo rằng Nga sẽ không cảm thấy an toàn trên lãnh thổ mà họ kiểm soát. Tuy nhiên, chuyên gia này cảnh báo không nên kỳ vọng quá xa vời về các cuộc phản công của Ukraine, đồng thời nhấn mạnh cuộc chiến có thể sẽ kéo dài và khốc liệt. Chúng ta không nên kỳ vọng rằng cuộc phản công sẽ dễ dàng như vậy. Từ đầu cuộc chiến cho đến nay, chúng ta đã rất nhiều lần chứng kiến các sự kiện đó. Nga tiến lên rồi rút lui và sau đó tiến quân vào các khu vực mới. Lần này, điều tương tự cũng có thể xảy ra. Trong một phát biểu, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, tướng Mỹ Mark Milley cho biết, Ukraine đang sử dụng hiệu quả các hệ thống vũ khí mới được cung cấp nhằm tạo tiền đề cho cuộc tấn công của họ. Tuy nhiên, ông Milley nhấn mạnh, Nga vẫn giữ được lợi thế đáng kể trong cuộc chiến, mặc dù các tuyến tiếp vận của họ đang chịu nhiều sức ép và các vấn đề về nhân lực vẫn chưa được giải quyết. Cho đến nay, các quan chức phương Tây vẫn giữ quan điểm thận trọng rằng còn quá sớm để xác định liệu quân đội Ukraine có thể duy trì đà phản công hay không. Việc tấn công sẽ gây căng thẳng cho quân đội Ukraine, bởi lẽ tấn công sẽ thách thức hơn và khó duy trì hơn là phòng thủ. Về phía Nga, tờ Wall Street Journal cho rằng
Nga có thể đã buộc phải ưu tiên cho các hành động phòng thủ trên toàn tuyến, trong bối cảnh khó tiếp tế thỏa đáng cho các lực lượng của mình ở khu vực Kherson thuộc miền Nam, hoặc đưa quân tiếp viện cần thiết để chấn giữ phòng tuyến ở đó. Nhìn từ góc độ Ukraine, những kết quả quân sự ở Kharkov là tín hiệu đáng mừng trong cuộc xung đột với Nga. Nhưng đó cũng là một dấu mốc cho thấy cuộc chiến có thể xoay chuyển theo hướng khốc liệt hơn và phần thiệt hại có thể lại chính là phía Ukraine. Chuyên mục Nhìn ra thế giới xin được dừng lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại trong khung giờ này ngày mai.